Vâng. Đấy, cái mùa hè rồi ấy, cái dàn lạnh của anh em rất là bẩn đúng không? Sau thời gian sử dụng dài ấy. Thì đây hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh em một cái công nghệ mới, đó là vệ sinh lại cái dàn lạnh cho chúng ta mà đi trong cái thời gian đi mùa hè cho nó cảm thấy nó sạch hơn, không khí trong lành hơn và mát nhanh hơn. Đấy, thì bình thường ấy thì anh em mà muốn vệ sinh cái dàn lạnh ấy thì anh em phải tháo hết toàn bộ cái bung, hết toàn bộ cái táp lô này ra thì mới vệ sinh được cái dàn. Thì đây là cái dàn anh em có thể thấy cái dàn lạnh như này, giống như cái dàn ở trong nhà điều hòa của mình thôi. Đấy, thì anh em đi lâu là những cái bụi bẩn này mà sẽ bao cái bếp vào cái dàn này và cho cái chức năng của cái điều hòa nó sẽ giảm đi và mùi nó sẽ có tạo ra từ đây. Đấy. Thì bình thường như anh em mà muốn vệ sinh cái này anh em phải mở này ra vệ sinh thì để cho đất cái bụi nó sẽ thông sạch hết cái này. Thì hôm nay ở đây em sẽ giới thiệu cho anh em một cái bộ sản phẩm vệ sinh điều hòa của Voltronic. Đấy. Đây, bộ hóa chất này là bộ hóa chất nhập khẩu của Đức anh em nhá. Đấy. Made in Germany. Thì trên cái bộ sản phẩm này nó sẽ gồm có 3 cái loại hóa chất đậm đặc để dành vệ sinh cái dàn lạnh đấy. Đây, anh em có thể thấy đầu tiên là nó sẽ là có AV hay Voltronic AV 20 và Voltronic AV 10 đấy, và AC 22. Thì đối với dòng này nó sẽ có dòng Voltronic AV 10 này, nó sẽ là cái dòng hóa chất đậm đặc ấy, để vệ sinh đưa vào cái dàn lạnh này để vệ sinh tái tạo lại toàn vệ sinh lại toàn bộ cái dàn lạnh để cho nó cái sạch lại cái bụi và cái bẩn ở trong cái dàn lạnh và tẩy khử trùng khử khuẩn nhé. Đấy, sau khi sử dụng xong cái bộ AV 10 này thì sẽ dùng đến cái AV 20 này để nó trung hòa lại cái làm sạch lại một lần nữa nhé, để đảm bảo hơn vệ sinh sạch sẽ hơn. Đấy, sau khi sử dụng hai cái chai vệ sinh này rồi thì nó sẽ có một cái chai Voltronic AC 22 này, thì cái giọng này nó để làm sạch không khí trong xe của chúng ta. Thì anh em làm cái này thì anh em chỉ cần bấm cái này xuống này. Đấy, và bật qua điều hòa nóng lên để nó tuần hoàn trong xe, để nó khử mùi trong cái xe, trong cái nội thất của xe của mình. Đấy, và thế xong. Còn nếu mà cái bộ hóa chất đây là thợ kỹ thuật bên em thì đang xử lý cái dàn lạnh đây và đang đưa cái hóa chất vào để vào vệ sinh đây. Đấy, anh em thấy máy cái này nội soi này, và cái máy này sẽ cho anh em có thể xem được toàn bộ cái dàn lạnh của mình nó đang bẩn như nào, hay là nó có gặp vấn đề gì ở trên này thì mình sẽ nhìn thấy luôn trực tiếp đây, và đưa hóa chất xịt thẳng vào cái dàn lạnh như thế. Và anh em không phải lo lắng là cái dàn lạnh này nó có cái hóa chất nó có ở trong lại lưu lại không nhá. Cái hóa chất nó sẽ chảy xuống theo cái đường tuần hoàn của nước khi mà anh em sử dụng điều hòa ấy, thì nó sẽ tuần hoàn như thế nhá. Đấy, vệ sinh rất là sạch cho anh em. Đấy, còn anh em mà chưa biết vệ sinh nội soi dàn lạnh điều hòa ở đâu thì hãy đến với Agala Thái Nguyên, Auto 365 Thái Nguyên để anh em vệ sinh cho các bác. Cảm ơn các bác.